dẫn các bạn đi review một nơi đó là siêu thị Lotte Mart Gò Vấp đi với mình nha. Tao nói bước vô cái siêu thị đó mát gì đâu á, trời ơi. Đây, Jingle Bell, Jingle all the way. Ê, thôi, bây giờ mình đi lên nha. Tới lầu 2 rồi, lên nè. Tao nói lên cái thang máy hả, làm đủ trò đủ kiểu luôn á. Không biết có ai nhìn thấy tôi không, chắc tôi... À, mình nhìn thấy tôi chắc tôi chết luôn á. Tao nói lên tới siêu thị rồi, tao lấy cái xe nè, tôi đi vô trong. Wow, thời trang quá trời luôn. Tôi lựa cái quần này, tôi cầm này, tôi xem nhưng mà thôi, tôi không thích đâu, tôi bỏ xuống nha. Tôi đi tiếp đây. Tôi nói dạo này siêu thị cái gì cũng thay đổi mới lạ hết. Đi một vòng coi nó sao nè, tầm. À, chiếc nón huyền thoại, dòng ca vàng trong xóm đi vào, đặt sang một bên hết đi nào. Nói vậy thôi chứ không phải gu của tôi đâu, tôi trả lại nha, đi tiếp đây. Ái chà, tôi thấy ở đây có cái khăn tắm nè, ngon nè. Đấy, tôi làm đủ trò luôn nha, đây. Quàng qua quàng lại, nhảy qua nhảy lại, quấn trên quấn dưới. Nhưng thôi, tôi gấp lại đi chứ người ta la tôi đó. Tà. Đây, chọt khủng, lâu tới lâu lùi, ngon á, tôi thấy cái này được nè, giá 349.000, bò tôi quất luôn liền một bò nha, đi, nhìn tôi là biết rồi, ăn quá trời là ăn luôn, tôi mua thêm mấy cái hộp này về để dành đồ ăn nè, người ta cấm ngồi nhưng tôi ngồi vui xíu thôi nha, tôi đi chứ không có gì hết trơn á, rồi mua mấy bịch khăn ướt luôn về xài, coi chà bá có 22.500 là thế là tôi đi tiếp. Nhìn ở đây cái gì cũng nhiều, cái gì còn tôi cũng muốn mua luôn á. Wow, mấy em gấu bông này xung xinh đúng đính luôn á. Cái con này giống tôi y hệt luôn. Nũng nịu mập y chang tôi luôn nha. Rồi tới đây ta nói Jingle Bell, ông già Noel múa tới múa lui luôn. Đủ thứ để lựa chọn luôn. Thế là tôi nhìn tới nhìn lui, cầm lên cầm xuống. À, thế là tôi đã thấy một ông người tiếp và tôi quyết định tôi mua nó, bỏ lên xe tôi đi về. Thì mát mát sạch ngon cơm tôi mua luôn nguyên một bịch to đùng, một bình lau sàn quá đã luôn, một cái xe đầy rồi nha, tôi đi tiếp, hàng thì full đắp, nhìn tới nhìn lui cái gì cũng muốn hốt. Trời ơi, hai cái lê nó mọng ngọt sao á, có 79.900 đồng à. Thế là tôi cũng quyết định tôi mua một ít đem về. Tôi nhìn mà tôi không muốn rời khỏi nó luôn á. Trời ơi, nhìn vàng cái cây kìa. Nó tươi, nhìn nó xanh, trời ơi. Tao nói hai, nhìn cái quả cà chua hả, nó nụng nịu, nó tròn ú như tôi vậy, hai cái má núng na núng nính. Nhưng tôi quyết định tôi mua hai túi chanh nha các bạn. Trời ơi, vị cá hồi mà nhìn nó tươi mà nó ngon mà tôi muốn ăn, nó ngon. Trời ơi, thế là tôi cũng phải quyết định tôi mua 2-3 dĩ đi về nha các bạn. Không thể nào cưỡng lại được. Tôi mua mấy con cá. Tôi gấp. Tôi gấp hoài, con cá cũng không lên luôn á. Trời ơi, nhìn con cá mà muốn nuốt sống nó luôn á. Chị bán cá ơi, làm giùm em mấy con cá. Trời ơi, tới quầy thịt này nha. Tôi cũng muốn hốt nó luôn á. Trời, tới cái nơi mà tôi không bao giờ cưỡng lại được khi đi tới cái siêu thị này. Đó là quầy bán gà rán. Trời ơi, nó thơm sao mà thơm. Nhìn cái đùi gà. Tôi phải gấp. Tôi mua lần 2 cái về mới ăn cái đã cái đư của tôi. Quá đã. Bánh mì đây là siêu ngon nha các bạn. Sushi, nhìn nó tươi, nó ngon, đúng na, đúng nín gì đâu á. Tôi chỉ muốn mua hết, nhưng mà có mình tôi đâu có ăn có hết đâu các bạn. Cái nào tôi cũng muốn lấy, cái nào tôi cũng muốn mua. Thế là tôi quyết định lấy nguyên một combo thiệt nhiều luôn. Rồi, tôi bỏ lên xe. Xe tôi đã đầy rồi. Nhưng mà tôi cũng muốn mua nhiều thứ. Nhìn các bạn nhìn đi là đủ thấy là ngon cỡ nào rồi. Ăn cho đẹp da nha. Một ly thiệt to luôn. Thế là tôi đã quyết định sẽ lấy một ly về để xơi nó. Thôi xe đầy rồi, hết chỗ để, tôi hẹn các bạn clip sau nha.